Đắk Lắk và Phú Yên đưa xe vào Đồng Nai đón người dân về quê tránh dịch. 600 công dân Đắk Lắc và Phú Yên đang tạm trú tại Đồng Nai sẽ được hai tỉnh này tổ chức xe ô tô đón về địa phương tránh dịch. Ngày 18 tháng 8, Sở Lao động Thương Bình và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho hay đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa 600 công dân Đắk Lắc và Phú Yên về quê tránh dịch trước đó. Đồng Nai nhận văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc về việc phối hợp hỗ trợ đưa công dân tỉnh này đang tạm trú tại Đồng Nai trở về địa phương qua giả soát, thống kê, Hiện nay có hơn 1.400 công dân tỉnh Đắk Lắk thuộc các đối tượng đặc biệt khó khăn gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám, chữa bệnh, thăm thân nhân. Công tác chưa trở về được, người khuyết tật đang tạm trú tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương tránh dịch. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong đợt này sẽ đón 500 công dân gồm phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em, người đi khám chữa bệnh, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, theo dự kiến. 500 công dân sẽ tập trung tại sân vận động Đồng Nai, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk bố trí xe đón người và phương tiện cá nhân, xe máy về địa phương cũng trong đợt này. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa 100 công dân Phú Yên đang tạm trú tại Đồng Nai về quê tránh dịch theo đó. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, tại sân vận động Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ bố trí 4 xe ô tô đưa 100 công dân của tỉnh đang tạm trú tại thành phố Biên Hòa và hai huyện Nhân Trạch, Trảng Bom về địa phương. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.